được gọi là chương trình Replicator. Cỗ máy chiến tranh của Mỹ sẽ cho ra hàng ngàn drone hoạt động bằng AI, được chế tạo nhanh và rẻ. Nhưng liệu chúng đã đủ để ngăn Trung Quốc? Chào mừng đến với Hoa Kỳ chưa tiết lộ, tôi là Chris Chappell. Hoa Kỳ có một nan đề. Chiến tranh với Trung Quốc đang ngày một dễ xảy ra hơn, và Trung Quốc có hàng tấn lợi thế. Không chỉ vì có lợi thế sân nhà, mà đơn giản là vì họ có nhiều thứ hơn, nhiều tàu hơn, nhiều tên lửa hơn, và nhiều người hơn nữa. Bên cạnh đó, Trung Quốc có thể dễ dàng chế tạo nhiều thứ hơn với chi phí chỉ bằng phần nhỏ. Hoa Kỳ nhận ra rằng họ cần phải nâng cấp năng lực. Đó là lý do họ đang thay đổi mọi thứ bằng việc thông báo sáng kiến Replicator mới. Không, không phải mấy cái Replicator này, hy vọng vậy. Chương trình Replicator mà tôi đang nói tới là một động thái lớn của Bộ Quốc phòng Mỹ để chế tạo hàng ngàn vũ khí tự động chỉ trong vòng 2 năm, hòng đối chọi với Trung Quốc. Bước đi này được loan báo lần đầu bởi Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Kathleen Hicks. Ngày hôm nay, chúng tôi đặt cược lớn. Mảnh ghép mới nhất trong cách tiếp cận đổi mới toàn diện và tập trung cho chiến đấu của chúng tôi, được gọi là sáng kiến Replicator. Replicator nhằm giúp chúng tôi vượt qua được lợi thế lớn nhất của PRC là số lượng. Nhiều tàu hơn, nhiều tên lửa hơn, nhiều người hơn. Chúng tôi sẽ đối chọi với số lượng của PLA bằng số lượng của chúng tôi. Nhưng của chúng tôi sẽ khó để lên kế hoạch đối phó hơn, khó đánh trúng hơn, khó đánh thắng hơn. Với những con người thông minh, quan niệm thông minh và công nghệ thông minh, quân đội của chúng ta sẽ nhanh nhẹn hơn. Với sự nâng đỡ và thúc đẩy mạnh mẽ từ khu vực thương mại tư nhân, với sự phụ trách của đơn vị sáng kiến quốc phòng, chương trình Replicator sẽ tập trung cụ thể vào cái gọi là toàn khu vực tự chủ tiêu hao hay hệ thống ADA-2. Hệ thống ADA-2 được định nghĩa là nhỏ, lanh, rẻ và nhiều. Chúng sẽ tự hoạt động, nghĩa là không cần sự điều khiển theo thời gian thực của con người. Có nhiều chú trọng tới trách nhiệm và đạo đức của AI ở đây. Những drone này sẽ cũng có thể tiêu hao được trong bối cảnh này, nghĩa là drone sẽ đủ rẻ để quân đội Mỹ có thể chấp nhận việc hy sinh chúng khi thực hiện nhiệm vụ. Đây là điểm khác biệt với các drone khác của quân đội Mỹ như Valkyrie. Đó cũng là máy bay không người lái, được thiết kế để bay cạnh các chiến cơ có người lái. Nhưng Valkyrie quá đắt đỏ nên không thể để mất dễ dàng được. Với Replicators, hãy nghĩ về những drone Switchblade mà Mỹ cấp cho Ukraine để chiến đấu với quân đội Nga lớn hơn nhiều. Giờ hãy tưởng tượng thật nhiều những drone thế này được trang bị AI với chi phí chỉ bằng một phần nhỏ. Chúng sẽ không thay thế những chương trình vũ khí lớn hơn và đắt đỏ hơn của Mỹ, nhưng sẽ cho quân đội Mỹ thứ mà họ cần trong một khoảng thời gian ngắn và thích nghi nhanh chóng. Đó là vì chúng cũng sẽ được tập trung sử dụng trong ngắn hạn, chứ không được chế tạo để tồn tại vài thập kỷ. Theo bà Hicks, hệ thống ADA-2 là những thứ mà chúng ta có thể sử dụng từ 3 đến 5 năm trước khi chuyển sang những thứ đồ tiếp theo, vốn là việc phải làm, xét việc phải đối đầu với kẻ thù năng động, nhanh thay đổi và tốc độ cải tiến hiện nay. Ý tưởng về bầy drone không hẳn là khái niệm mới. Quân đội Mỹ đã nghiên cứu công nghệ này từ lâu. Nhưng sáng kiến Replicator không chỉ là những bầy drone. Điều mới là cách chúng được sản xuất. Tôi sẽ nói tiếp sau quá nghỉ. Chào mừng trở lại. Quân đội Mỹ nổi tiếng là mất quá nhiều thời gian và tiêu quá nhiều tiền để sản xuất những phần cứng quân đội mới nhất và xịn nhất. Nhưng đang có hy vọng rằng thói này có thể thay đổi với sáng kiến Replicator. Hicks nói chương trình này là sự thay đổi có thể thay đổi cuộc chơi trong phòng thủ và an ninh. Tờ Asia Times nói chương trình có thể tái định nghĩa chiến tranh hiện đại, đều liên quan tới cách Mỹ lên kế hoạch phát triển hàng ngàn drone nhỏ và rẻ, để sử dụng từ 3 đến 5 năm, nhưng sản xuất trong vòng 2 năm. Đây rất khác với cách quân đội Mỹ hoạt động hiện nay, vốn là toàn đi phát triển những hệ thống vũ khí bền, to và đắt đỏ. Sẽ không được thấy ánh sáng mặt trời cho tới hơn một thập kỷ sau bản mẫu. Sáng kiến Replicator sẽ không tập trung vào việc tạo ra bất cứ hệ thống nào đặc biệt mới, và chủ yếu là chuyển dịch tư duy của toàn thể Bộ Quốc phòng Mỹ. Theo Hicks, Replicator không phải là chương trình mới. Chúng tôi không tạo ra một bộ máy hành chính mới, và chúng tôi không xin thêm tiền trong năm tài khoá 2024. Không phải tất cả mọi vấn đề đều cần thêm tiền. Nếu Lầu Năm Góc không xin thêm tiền cho Replicator, thì họ lên kế hoạch vận hành nó như thế nào? Chúng ta có phải dựa vào cỗ máy tự nhân bản hay không? Hy vọng là không. Hicks giải thích rằng Replicator sẽ sử dụng các nguồn vốn hiện hữu cho các chương trình hiện hữu và tầng lớp quản lý hiện có để đẩy nhanh sản xuất và giao hàng với quy mô lớn. Đây là sự tái tổ chức các nguồn vốn hiện có, với hy vọng chi phí nằm trong khoảng trăm triệu chứ không tới tỷ đô. Replicator dự kiến sẽ tận dụng sự hợp tác giữa Bộ Quốc phòng Mỹ và khu vực tư nhân, bao gồm các công ty thương mại, quốc phòng phi truyền thống và truyền thống, cũng như hợp tác và tích hợp với các đối tác. Còn nhiều chi tiết chưa được công bố, nhưng điều chúng ta biết là việc này có thể là cơ hội lớn cho các nhà sản xuất drone dân sự. Câu hỏi là liệu sáng kiến Replicator có làm được những gì họ nói? Đã có vài thách thức hiện hữu rồi. Thứ nhất, số lượng đối tác dân sự tiềm năng khá nhỏ, vì rõ ràng những drone này cần được sản xuất tại Mỹ.
Có những công ty như Skydio và Red Cat Holdings vốn đang hợp tác với quân đội Mỹ để cung cấp drone bỏ túi cỡ nhỏ. Nhưng họ là trường hợp đặc biệt. Không có nhiều công ty khác, vì phần lớn các nhà sản xuất drone thương mại đều ở Trung Quốc. Lại còn câu hỏi rằng liệu sáng kiến Replicator có thể thực sự bàn giao drone chỉ trong 2 năm? Chương trình này không phải cái đầu tiên tuyên bố sẽ đẩy nhanh việc sản xuất. Rất nhiều người từng hy vọng rất nhiều rằng thiết kế số sẽ tăng tốc mọi thứ, vì nó cho phép làm ra bản mẫu nhanh thông qua mẫu 3D kỹ thuật số và giả lập hiện thực. Một số người từng hy vọng thiết kế số sẽ giúp sản xuất máy bay mới cho không quân Mỹ cứ mỗi 5 năm. Nhưng sản phẩm điển hình của thiết kế số như chiếc Boeing TR-7 Red Hawk đã phơi bày những nhược điểm của thiết kế số. Rất nhiều hạn chế đã trì hoãn thời điểm ra mắt, cho tới gần 11 năm sau, chuyến bay đầu tiên vào 2016. Ai mà biết được liệu sáng kiến Replicator có gặp phải chậm trễ và đội vốn hay không? Khả năng việc đó sẽ xảy ra, vì đó là chuyện thường xảy ra ở mọi chương trình của quân đội Mỹ. Tôi thực sự sẽ rất ngạc nhiên nếu quân đội Mỹ làm đúng tiến độ và đúng ngân sách. Ngay cả nếu sáng kiến Replicator thành công đưa ra được thật nhiều drone giá rẻ và vừa túi tiền, các nhà sản xuất sẽ phải đưa vào xem xét rằng chiến tranh ở Đài Loan sẽ có những khác biệt về địa lý so với Ukraine. Trong khi các lực lượng Đài Loan có thể vận dụng drone 4 cánh nhỏ và drone hàng hải trong kịch bản bảo vệ lãnh thổ, khoảng cách gần nhất mà Mỹ có thể vận hành drone là từ cách đó 100 đến 200 hải lý. Các drone lớn và đắt tiền vận hành trong khoảng cách đó là chuyện thường, nhưng đó là thách thức lớn cho các drone nhỏ và rẻ. Bên cạnh đó, việc sản xuất hàng ngàn drone cho mục đích quân sự sẽ cần phải có những cơ sở sản xuất mới. Nên chính phủ Mỹ có thể phải đầu tư lớn vào cơ sở hạ tầng. Và một số người như Brian Clark tại Viện Hudson cảnh báo rằng sáng kiến Replicator cần phải tránh việc lặp lại những sai lầm trong quá khứ khi đánh giá quá cao năng lực của AI. Suy cho cùng, các nỗ lực khác để có các hệ thống hoàn toàn tự động như chương trình tàu mặt nước không người lái lớn của Hải quân và chương trình phương tiện chiến đấu Bradley của Lục quân Mỹ đều đã phải điều chỉnh tiêu chuẩn vì sự hạn chế của AI. Có lẽ Clark cũng đang lo lắng việc AI phát triển tri giác và thèm khát thống trị ngân hà. Hay hy vọng là Trung Quốc không sao chép chúng. Nhưng mặc dù phải mất rất nhiều năm để Bộ Quốc phòng Mỹ cấp vốn cho bộ máy chiến tranh, khán giả như các bạn có thể giúp tài trợ Hoa Kỳ chưa tiết lộ chỉ trong vòng 2 phút. Tại địa chỉ patreon.com/AmericaUncovered, bạn nghĩ mình có thể là người lái drone giỏi? Hãy cho tôi xem bạn đáp con trò chuột xuống đường dẫn trong phần mô tả bên dưới, hoặc bấm vào nút màu cam trên màn hình. Và nếu bạn muốn tìm hiểu sâu thêm về chuyện Mỹ đang nhanh chóng triển khai chiến cơ thế hệ thứ 6 để chiến đấu Trung Quốc và Nga ra sao, thì bấm vào video này. Một lần nữa, tôi là Chris Chappell. Cảm ơn đã theo dõi Hoa Kỳ chưa tiết lộ.